Hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình mang đây một cái thí nghiệm. Đấy, thí nghiệm gửi đến anh em là truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng. Đấy, thì cái này rất nhiều anh em mình đăng trên các nền tảng top top này hoặc là Facebook thì nhiều anh em bảo mình là bịp. Thì hôm nay với cái nền tảng YouTube này, đấy, gọi là mình nói đàm đọc nó hơi Việt hóa một tí. Đấy, thì mình sẽ cho anh em xem một cái thí nghiệm và truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng, tức là như nào, tức là thay vì mình truyền bằng dây, tức là cái đầu jack audio 3.5 này đấy, truyền trực tiếp vào trong cái loa của mình, thì đây mình không đưa vào trực tiếp vào loa mà mình sẽ đi qua, nó truyền qua ánh sáng này và tới tấm pin năng lượng mặt trời như này. Đây em thấy này, nó sẽ tới cái tấm pin năng lượng mặt trời này đó, và tấm pin năng lượng mặt trời này nó giống như kiểu một bộ là giải điều chế. Đấy, thì cái này nó liên quan chuyên ngành về điều chế, giải điều chế thì nó là chuyên ngành điện tử viễn thông của mình. Đấy, thì mình nói qua nó giống như một bộ giải cái tín hiệu ra. Đấy, thì cái bình thường ấy thì mình sẽ cắm cái này đây. Bình thường mình sẽ cắm cái này này. Đây, cắm vào trong cái loa của mình, anh em thấy không? Đấy. Đấy, cắm vào loa của mình thì thay vào đó mình sẽ cắm vào một chân của tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, và tấm pin năng lượng mặt trời này sẽ nhận ánh sáng từ cái phần phát, tức là cái điện thoại này, đưa vào cái jack audio 3.5 này. Đấy, và ánh sáng nó truyền vào tấm pin năng lượng mặt trời này và sẽ làm cho tấm pin mặt trời này nó nhận được cái ánh sáng, và từ đó nó sẽ đưa vào trong cái loa này của mình. Đây, đưa vào hai cái chân loa này của mình đây. Đây này. Đấy, đưa vào hai chân loa này và nó giống như kiểu là sau đó đưa vào hai chân loa mình sẽ khuếch, đưa vào trong loa nó khuếch đại lên ra ngoài loa như này để chạy được. Đó là cái tổng quát là như vậy. Đấy, thì mình sẽ cắm vào jack lại đây và mình sẽ nói lại cho em. Đây, mình sẽ cắm lại jack này. Đấy, thì ở đây ấy, thì cái jack này của mình ấy là hai cái tín hiệu trái phải ấy. Đây, ở đây hai tín hiệu trái phải thì nó ở bên trên bên dưới này. Đây, hai tín hiệu trái phải nó ở hai cái phần gạch trên gạch dưới này, thì mình nối chập vào nhau đây, chỗ này mình nối chập vào nhau, còn cái phần âm đây là chập vào nhau và đưa vào phần dương của cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Còn phần âm ấy thì nó sẽ đưa vào GND, tức là cái chân dưới cùng này của cái jack audio 3.5 này, tức là chân trái chân phải bây giờ nó sẽ chập vào nhau, tín hiệu trái tín hiệu phải chập vào nhau giống kiểu mono ấy. Đấy, thì mình lắp vào như này đó. Thì cái bên phát của nó thì đây, bên phát của nó thì gồm như này, thì đầu này là jack audio 3.5 này. Đấy, audio 3.5 và cái đây em thấy không, mình sẽ bật lên này. Đây đó, đấy, được anh em ạ. Cái này hoàn toàn không có bịp tí nào đâu anh em nhé. Anh em về nhà tự làm, rất nhiều anh em bổ gọi là bịp. Đấy, rất nhiều anh em bổ là bịp, nhưng mà anh em cần phải xem lại và thử làm một lần thì sẽ lúc thấy là cái này nó không phải bịp một tí nào cả, hoàn toàn là 100% là thật sự luôn. Đấy, đây mình em xem này, không đấy nhá, tín hiệu này từ đây nhá, này đi vào cái này, đây nhấc lên này, đấy chưa. Đấy, thì cái này là cái pin năng lượng mặt trời 5V. Đấy, được chưa. Thì mình sẽ nói qua như này này, cái audio 3.5 này, jack audio 3.5 này, đấy thì nó sẽ đưa vào hai cái chân tín hiệu của nó, chân trái tín hiệu trái và tín hiệu phải đây, em thấy này, hai cái chân đỏ và xanh này, đấy là hai chân tín hiệu trái phải, nó sẽ đưa vào âm của nguồn âm của cái cục pin 5V này, của cục pin 9V này. Đấy, và cái chân GND của cái jack này thì là nó sẽ đưa vào âm của nguồn âm của đéo này led, còn cái dương của cái cục pin 9V này nó sẽ đi qua một con trở 220Ω 1/4W, được chưa, 220Ω, và sẽ đi vào cực dương của con này led đây. Đây, đây là toàn bộ nội thất của cái mạch này. Đấy, rất đơn giản, chả có gì gọi là phức tạp cả. Đấy, rất đơn giản thôi, thì anh em có thể tự làm tại nhà và kiểm chứng đó. Ok, thì mình sẽ nói qua về nguyên lý của nó nhé. Đây, thì cái tín hiệu audio ấy thì anh em biết là
cái thiên audio ấy thì nó sẽ có dạng kiểu như là dạng sóng lên xuống đúng không? Dạng sóng lên xuống như này. Thì khi mà lắp qua cái này, đây lắp cắm vào đây. Đấy. Thì cái tín hiệu mà đưa vào trong monitor led này này, khi mà tín hiệu bước cao thì sẽ làm cho thì nó sẽ cộng với cái điện áp trên cái cục pin này. Đấy, và nó sẽ làm cho cái điện áp nó cao. Tức là cao thì nó sẽ làm cho bóng đèn led nó sẽ sáng nhiều hơn. Mà khi sáng nhiều hơn ấy, khi mà sáng nhiều ấy thì là cái cường độ dòng điện ấy, cái cường độ ánh sáng ấy mà đưa vào trong cục pin năng lượng mặt trời như này này, nó cũng sẽ lớn. Đấy. Thì lúc này là cái cường độ ánh sáng đưa vào lớn thì nó sẽ làm cho cái điện áp đầu ra này đưa vào cái đầu cái chỗ cái đài là cái loa này thì nó sẽ cũng lớn theo. Và lớn theo thì lúc này nó thuật lại, tức là nó đã phục hồi lại cái tín hiệu ban đầu là mức cao. Tiếp theo là khi mà mức thấp ấy, thì ví dụ đây mình sẽ lấy cái sơ đồ cho em xem. Đây. Thì đây là cái sơ đồ của nó này, đây, em thấy này. Đấy. Được chưa? Anh em xem đấy. Thì cái sơ đồ của nó ấy, thì ở đây là phần phát này. Đây, phần phát đây này. Thì ở đây là cái nguồn pin 9V nhá. Còn đây là đóng đây là cái điện trở 220 Ω. Đó. Thì khi mà cái đây là jack audio 3.5 cắm vào điện thoại của mình, thì khi mà cái tín hiệu âm thanh đây thì anh em nhìn này, cái tín hiệu âm thanh nó như này. Đây tín hiệu âm thanh nó sẽ có cái dạng kiểu như này. Lên này, xuống như này. Đấy thì đây là cái trục đây. Cái này là mình sẽ ghi là đây, trục điện áp nhá, đây. V này. Đấy, chỗ này là V audio này, còn cái trục này, là cái trục thời gian. Được chưa? Đấy. Thì cái này mình vẽ tương đối thôi, không biết là nó sẽ qua đoạn giữa này, nhưng mà đại loại là như này. Đây là tín hiệu âm thanh ấy, thì từ trong cái jack audio của mình này, audio 3.5 này, ví dụ nhá, ở cái thời điểm mà nó ở mức cao như này đây, đúng không? Khi mà cắm cái jack vào ấy thì cái này nó ở mức cao. Đấy thì khi mà ở mức cao như này thì anh em ở đây có công thức, anh em nhìn này. Đây. Ở đây nó có công thức, mình cho công thức là U của audio 3.a, U của audio 12, tức là đây, 12 đây. Được chưa? Cộng với U của pin, tức là U của pin 9V đấy, thì nó sẽ bằng điện áp của trở 220 Ω này cộng với điện áp của bóng đèn led là 3V. Đó, được chưa? Thì cái điện áp của U pin thì nó sẽ bằng constant, tức là bằng giữ nguyên. Tất nhiên là nó sẽ bị sụt đi, nhưng mà nó không đăng, tại thời điểm một thời điểm thì nó không đăng kể. Đấy, thì U pin này nó sẽ bằng giữ nguyên này, U trở này, đấy, và U led này, đúng không? Thì khi mà cái audio này tăng lên đây, tức là một cái vế này nó sẽ tăng lên này, bởi vì là mình vừa nói tín hiệu âm thanh nó ở mức cao mà. Đấy, thì ở mức cao thì giống ở đây thì điện áp nó sẽ cao, đúng không? Thì cái điện áp của audio nó sẽ tăng lên này, thì suy ra điện áp khi mà điện áp của audio nó tăng lên thì cái điện áp của bóng đèn led nó sẽ tăng lên, và điện áp của bóng đèn led tăng lên ấy, tức là nó sẽ tăng, tất nhiên là tăng nhưng mà không đáng kể đâu, bởi vì là nó vừa ít mà vừa hai là vừa trong một cái tần số rất là nhanh, khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Đấy, thì cái bóng đèn này nó ánh sáng nó sẽ mạnh hơn, và mạnh hơn đấy thì nó sẽ là truyền vào tấm pin năng lượng mặt trời, nó cường độ ánh sáng nó nhiều hơn, và lúc này pin năng lượng mặt trời ấy, nó sẽ nhận được nhiều ánh sáng hơn, và cái điện áp này ở chỗ này đấy, chân cộng trừ của nó đây, chân cộng này đây, chân trừ của nó này đấy, chân cộng trừ của nó sẽ ra với cái điện áp cao hơn, và sẽ đưa vào bộ khuếch đại công suất, tức là loa máy tính này hoặc là loa nghe nhạc hoặc âm ly nó sẽ nhiều hơn. Đấy, nó sẽ và đưa vào với cái tín hiệu cái điện áp cao hơn thì nó lúc này nó phục hồi lại cái tín hiệu âm thanh ban đầu. Đây, nó sẽ ở mức cao như này. Đấy, tương tự vậy. Thì khi mà cái tín hiệu âm thanh nó ở mức thấp, nó ở cái đoạn thấp như này. Đúng không? Nó lại xuống cái đoạn thấp như này đây. Đấy thì lúc này là khi mà xuống đoạn thấp như này thì nó sẽ làm cho khi mà U này nó giảm, đúng không? U của cái audio 11 này, 12 nó giảm đi thì rõ ràng là U led nó sẽ giảm đi, đúng không? Mà khi U led nó giảm đi thì rõ ràng là cái ánh sáng ấy nó sẽ chiếu vào tấm pin năng lượng mặt trời nó ít đi, đúng không? Mà khi chiếu vào tấm pin năng lượng mặt trời ít đi rồi thì cái điện áp đầu ra này nó sẽ thấp, đúng không? Mà điện áp thấp thì nó lại ứng với cái tín hiệu ban đầu gửi đi, tín hiệu âm thanh gửi đi. Đấy từ cái jack audio 3.5 ấy, đấy từ audio này. Đây. Đấy 3.5 này. Vậy anh em có hiểu không? Đấy. Thì nó sẽ, tức là nó sẽ truyền bằng ánh sáng, thì thay vì cái tín hiệu âm thanh nó sẽ lên xuống như này cắm trực tiếp, thì bây giờ nó sẽ truyền bằng, nó sẽ đưa qua ánh sáng. Đấy, ánh sáng thì nó sẽ, nếu mà trong theo cái đồ cái sơ đồ thời gian ấy thì nó cũng kiểu như là
tín hiệu âm thanh ban đầu thì ánh sáng thế, lúc thì ánh sáng nhiều, lúc thì ánh sáng ít. Thì lúc này là tấm lưới mặt trời nó giống như kiểu bộ là giải điều chế đấy, và nó sẽ đưa vào cái bộ khuếch đại công suất này này, thì là thực chất là cái loa máy tính hoặc loa âm ly của mình cũng vậy thôi. Đây em thấy này, đây thì mình sẽ đưa vào hai cái đầu đây, mình sẽ đưa vào hai cái đầu audio này, đấy audio này đúng không ạ? Thì cái nó sẽ audio này thì nó sẽ có một, nó sẽ đây mình sẽ tháo luôn ra này, đây đây thì hai chân ngoài cùng này nó sẽ là cái là GND, còn hai cái chân trong cùng này nó sẽ là tín hiệu trái và tín hiệu phải, loa trái và loa phải được không? Thì cái lúc này thì mình sẽ nối theo kiểu là hai tín hiệu trái phải và chập vào một đấy, hai tín hiệu trái phải chập vào một và đưa vào cực dương đây, chập vào một và đưa vào cực dương em thấy này, đây đây hai tín hiệu LR này đấy là sẽ đưa, anh mình sẽ đưa vào cực dương của cái tấm pin năng lượng mặt trời này, còn GND thì mình sẽ đưa vào cực âm của tấm pin năng lượng mặt trời đấy. Anh em về có thể tự làm thì chắc chắn là nó sẽ chạy được đó, chắc chắn là sẽ chạy được. Ok đấy, thì mình mong video này đấy sẽ làm cho anh em có một cái nhìn khách quan hơn đấy, về cái truyền tín hiệu âm thanh và ánh sáng đấy. Thì một ánh sáng này thì nếu mà trong những cái lúc mà nếu mà trong thực tế thì người ta ứng dụng cái này bằng cái truyền tín hiệu bằng các quang đấy, các quang tức là nó dùng cái một đầu một phát ấy, người ta dùng laser, còn cái đường môi trường truyền ấy nó không phải không khí như của mình mà là các gọi là sợi quang, thì ấy, thì khi mà truyền sợi quang ấy thì tổn hao nó sẽ không bị tổn hao như là truyền không khí là một, thứ hai là nó sẽ không bị ánh xạ nhiễu xạ tán xạ của cái này, nó chỉ là mang cái chất là thí nghiệm thôi chứ không phải là cái gì đó cao siêu cả đấy. Thực tế thì người ta đã ứng dụng các quang rồi, thì đây là chỉ là một thí nghiệm thôi chứ cũng chả phải là do mình nghĩ ra. Thật ra là cái này thì mình cũng tham khảo là một kênh làm bên nước ngoài thì mình tham khảo được và mình làm lại và chia sẻ anh em thôi. Thì đây là cái sơ đồ của nó, thì anh em có thể tự làm ở nhà đấy, rất đơn giản thôi. Thì khoảng cách của cái này nó tùy theo khoảng cách giữa phần phát và phần thu này này đấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái công suất của cái bóng này led này này. Thì nhiều anh em lại bảo là dùng cái laser đúng không thì cũng được, nhưng mà không có thì mình làm tạm cái bóng này led này thôi đấy. Thì đây là toàn bộ đấy, thì em nhớ là cái chân trái đây, tín hiệu trái lại phải đây, cái phần phát tín hiệu trái phải thì mình đưa vào trong một cùng một đầu đấy, nối chập vào nhau và sẽ đưa vào cái âm của bên 9V đấy. Cái jack audio này anh em phải lấy đúng chiều của nó là được đấy. Cái led này thì em nhớ đúng chiều của nó, nói chung anh em cứ nhớ lắp đúng cái sơ đồ này của nó là chạy đấy. Và cái chỗ này em nhớ là bộ vào phải đưa qua bộ khuếch đại nhá, chứ đừng đưa vào ra loa trực tiếp thì nó sẽ không chạy đâu đó. Nói chung là khoan nhận khó nhất là giải thích cái phần này cho các bạn anh em này, nó sẽ hơi khó hiểu, anh em có thể xem lại để hiểu hơn đấy. Thì nó sẽ phục hồi lại tín hiệu, tức là nó sẽ bên audio này được chuyển qua ánh sáng này đấy, thì nó sẽ phục hồi lại cái tín hiệu audio ban đầu bằng cái pin năng lượng mặt trời này đấy. Ok thì anh em xem kênh của mình mà thấy hay, thấy hữu ích mà có kiến thức cho mình thì cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe để ủng hộ kênh của mình. Thì ở dưới những cái phần link đấy, ở dưới những cái video của mình thì đều có những cái phần là trong phần mô tả ấy, thì đều có sản phẩm đấy, thì anh em có thể kích vào đường link đó để mua hàng ủng hộ mình, hoặc là vào tham khảo xem có đồ gì liên quan điện tử chưa chéo. Ok, xin chào và hẹn lại anh em, bye bye.